Xin chào quý vị đồng nghiệp, và để tiếp nối cho cái chuyên đề về phát triển thai bất thường thì chúng ta sẽ đến một cái khía cạnh ngược lại, đó là thai to. Và nếu như đối với lại mối quan tâm đối với thai nhỏ thì được càng ngày càng được gia tăng, thì người ta lại nhận thấy rằng là việc định nghĩa một cái thai to là sinh lý, là quá mức sinh lý, hay thậm chí là một bất thường theo kiểu có liên quan đến bất thường của di truyền, thì nó lại đang trở nên là rất nhiều tranh cãi. Và chúng ta có thể thấy rằng nếu như chỉ cần đánh một cái chữ macrosomia lên trên Google chẳng hạn như thế này, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có thể là chữ được sử dụng cho thai, hoặc nó có thể là chữ được sử dụng cho trẻ sơ sinh. Vậy thì cũng giống như sự tranh cãi không đồng nhất giữa ACOG, giữa châu Mỹ, giữa Bắc Mỹ với lại Tây Âu, và đại diện là Israel hay là các cái trường phái của Tây Âu như là bác sĩ Nguyên cũng đã phân tích ban nãy, thì cái sự không đồng thuận này nó thực ra nó cũng vẫn không có làm thay đổi nhiều lắm về xử lý. Chúng ta tạm xem như là nếu như macrosomia là một cái chữ được dùng cho một cái to tuyệt đối lớn hơn 4.000 gram ở bất kể tuổi thai, thì nó tương đương cái khía cạnh ngược lại của thai nhỏ nhẹ cân, đó là low birth weight dưới 2.500 gram ở cái chiều hướng ngược lại. Và LGA, large for gestational age, là một cái ước lượng cân thai hoặc là một cái cân nặng của trẻ sơ sinh lớn hơn một cái đường cong tham chiếu tùy theo chúng ta sử dụng cho tiêu chuẩn của thai hay là trẻ sơ sinh, và lớn hơn ở ngưỡng thông thường là 90, bách phân vị thứ 90. Vậy thì khi chúng ta nói đến chuyện này thì rõ ràng là sau này khi chúng ta bắt đầu đọc những cái y văn thì chúng ta phải chú ý đến việc là chúng ta đang quan tâm đến đối tượng nào, đối tượng thai hay là đối tượng trẻ sơ sinh, đặc biệt là trong cái phần dẫn nhập của các cái nghiên cứu đó, trong cái phần mà phương pháp nghiên cứu. Vậy thì chúng ta có rất là nhiều những cái yếu tố nguy cơ, những yếu tố liên quan, và trong đó có những yếu tố liên quan đã được xác định về mối nhân quả để được liệt kê thành là yếu tố nguy cơ mà chúng ta thấy được. Ví dụ như thực sự có ảnh hưởng của chiều cao cân nặng của người mẹ, tức là có cái yếu tố của chủng tộc ở trong này, và có yếu tố cái bệnh nền tảng có sẵn của người mẹ, hay là tình trạng tăng cân của người mẹ trong thai kỳ. Tuy nhiên nó có những cái yếu tố mà có thể chúng ta cần phải cân nhắc khi ghi chú, khi nhận được ở trong y văn, ghi nhận được ở trong y văn. Ví dụ như câu chuyện của thai quá ngày, thực sự một cái thai lớn so với tuổi thai gây nên một tình trạng thai quá ngày, hay ngược lại thai quá ngày thì càng ngày thai sẽ càng lớn hơn, đó là một cái mối quan hệ không rõ ràng về nhân quả. Tuy nhiên có những cái điều chắc chắn gây hệ lụy đối với lại thời điểm chu sinh của một cái thai kỳ có liên quan đến thai to tuyệt đối hay thai to so với tuổi, đó là cái vấn đề lớn của chuyện bắn huyết sau sanh, của chuyện chuyển dạ kéo dài, của những cái tổn thương đường sinh dục của người mẹ lẫn của cái thai, và quan trọng nhất đó là vấn đề về kẹt vai dẫn đến những cái thảm họa mà có thể gia tăng tỷ lệ chết chu sinh của trẻ sơ sinh. Vậy thì ban nãy bác sĩ Nguyên cũng đã có nói với chúng ta về cái việc gọi là chúng ta sẽ sử dụng công thức ước lượng cân nặng nào. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là đây là một cái dẫn chứng để cho các bạn có thể ghi nhận lại về việc là tại sao các tổ chức trên thế giới người ta quyết định sử dụng HLOC là một cái công thức để ước lượng cân thai gần như được đồng thuận nhiều nhất. Bởi vì theo những cái nghiên cứu mà ở mức độ so sánh các công thức ước lượng cân thai khác nhau, thì người ta thấy rằng là cuối cùng thì công thức HLOC 4 với việc sử dụng 3 chỉ số vòng đầu, vòng bụng và xương đùi có một cái dao động về cái sai số hệ thống trung bình xung quanh con số 0, có nghĩa là có thể đối với những cái hình thức là thai quá nhỏ hoặc thai quá to thì cái dao động của nó rất là lớn, nhưng nó vẫn xung quanh con số 0, và điều đó nó giúp cho chúng ta vẫn có thể sử dụng công thức HLOC để ước lượng cân thai trong những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ là thai quá nhỏ hoặc là thai quá to. Có điều rằng là ngay trong cái việc thực hành của công thức HLOC và ước lượng cân thai này, nó có những cái chuẩn mực, có những cái điều mà chính bác sĩ Hà Tú Nguyên ban nãy vừa mới phân tích, và chúng ta thấy rằng có những cái điểm mà đôi khi chúng ta phải đọc thật kỹ, là có những cái thói quen trong thực hành của chúng ta không tuân thủ đúng, và nó có thể làm nên một cái sai số lớn, đặc biệt
trong khuôn khổ bài này, đó là cái việc mà sai số về ước lượng cân thai của cái thai lớn so với tuổi thai. Ví dụ như tôi đơn cử ở đây, đó là cái động tác chúng ta dùng công cụ ellipse để vẽ cái bờ ngoài chu vi của vòng đầu. Và nếu như chúng ta thấy rằng là ngay trong cái hướng dẫn thực hành mới nhất, cập nhật nhất và lấy được ý kiến đồng thuận nhiều nhất của các chuyên gia siêu âm của Edgeworth, thì chúng ta thấy rằng là phải lấy luôn cả cái phần chu vi phần mềm. Một cái động tác mà đối với những cái dòng máy thế hệ mới, độ phân giải lớn thì chúng ta mới có thể phân biệt được rõ ràng được chuyện này. Và bởi vì cái thói quen thực hành của chúng ta không để ý đến những cái thay đổi này, do đó là có thể chúng ta sẽ làm gia tăng cái sự sai số khi ước lượng cân thai, chứ không phải cái công thức Hallock bản thân nó có lỗi. Vậy thì rõ ràng từng số đo một cẩn trọng, từ vòng đầu cho đến vòng bụng, cho đến chiều dài xương đùi, những cái sai từ việc đo chiều dài xương đùi, ban nãy bác sĩ Hà Thu Nguyên đã phân tích, nếu như chúng ta thấy rằng là vòng bụng ở trong cuối thai kỳ sẽ rất là khó khăn để đo đạt, thì ngay cả trong trường hợp mà đa thai thì đây cũng là một trong những cái bối cảnh mà chúng ta sẽ khó khăn để đo được cái vòng bụng chuẩn, và từ đó nó dẫn đến cái việc chúng ta ước lượng cân thai sai và chúng ta không phát hiện ra được cái việc là thai lớn hơn so với tuổi thai, lớn hơn so với bản chuẩn. Tuy nhiên quan trọng nhất của cái người thực hành siêu âm lẫn người sử dụng kết quả siêu âm bác sĩ lâm sàng, đó là việc chúng ta có chú ý đến bối cảnh lâm sàng của việc chúng ta đặt ra câu hỏi thai có lớn hay không. Nếu như chúng ta chú ý đến những cái hoàn cảnh thường gặp thì chúng ta thấy rằng là một cái thai quá ngày thì nếu như nó lớn thì thông thường nó sẽ có một lượng nước ối trung bình bình thường hoặc thậm chí là thấp. Còn nếu như một cái thai có liên quan đến những bệnh lý tăng đường huyết ở người mẹ thì chúng ta phải chú ý đến cái bất thường lượng nước ối. Thế nhưng có phải thực sự chỉ có việc tiểu đường thì nó mới có thể làm gia tăng cái kích cỡ thai cũng như là lượng nước ối hay không? Quý vị hãy xem thử một cái nghiên cứu mà người ta được thực hiện trên những người mà đã loại trừ chẩn đoán là đái tháo đường thai kỳ. Và tất nhiên chúng ta sẽ bỏ qua cái giả thuyết là 24, 28 tuần làm test thì âm tính và sau đó thì nó xuất hiện đái tháo đường thai kỳ. Chúng ta coi như không có chuyện đó xảy ra thì chúng ta nhận thấy điều gì? Chúng ta nhận thấy rằng là nếu như chỉ có cái bất thường nước ối theo kiểu là dư ối, đa ối thì cái việc mà cân nặng sau sanh này nó phân bố rất là đồng đều, rất là nhiều thứ, chứng tỏ là cái chuyện đa ối là một cái chuyện mà nó có liên quan rất nhiều những cái nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên nếu như việc đa ối mà đi kèm theo những cái chấm màu đậm hơn ở đây, và đặc biệt là cái chấm màu đen, đó là cái nhóm mà đa ối cộng với lại sự phát triển cân nặng một cách nhanh quá mức, thì cái cái đám mây tập trung màu đen này nó nằm ở phía bách phân vị rất cao của cân nặng sau sanh. Điều đó chứng tỏ rằng là đa ối và cân nặng gia tăng nhanh qua những lần kiểm tra siêu âm thì có thể là một cái gợi ý mà chúng ta cần phải quan tâm đến chuyện là nó xuất hiện thực sự macrosomia, một tình trạng thai lớn tuyệt đối ở thời kỳ sanh và liên quan đến những bất thường, những cái biến chứng của thời kỳ chuyển dạ. Vậy thì nếu như chúng ta xem một chút xíu về những cái nghiên cứu về Doppler để hy vọng rằng là có những cái dấu hiệu mới gì hay không đóng góp trong cái chuyện gọi là dùng cái ước lượng cân nặng để tiên lượng về cái việc thai lớn, thì chúng ta thấy rằng thực ra không có nhiều những cái đóng góp của Doppler cho việc này. Tuy nhiên những cái phát hiện ra trên thay đổi Doppler thì phần nào lý giải cho chúng ta về cái việc sinh lý tại sao thai nó lớn. Chúng ta thấy rằng là nếu như quan sát những cái tiến triển siêu âm Doppler trên dòng máu của tĩnh mạch rốn và trên những thai phụ khỏe mạnh, một lần nữa loại trừ cái yếu tố là đái tháo đường thai kỳ. Tuy nhiên những người này là những người có tiền căn sanh con to, trên 4.2 kg trong cái nhóm nghiên cứu này, và chứng tỏ là những người này có một cái vấn đề, có một cái điểm ban đầu là có thể dễ sinh con to do đặc tính di truyền. Thì những người này cho thấy rằng là cái những thai kỳ này cho thấy rằng nếu theo dõi dọc tuyến cứu thì cái khuynh hướng gia tăng lượng máu từ bánh nhau trở về lại với thai trong cái tĩnh mạch rốn, và từ đó nó đi vô trong cái phần các cái thùy gan bằng các cái tĩnh mạch cửa trái của gan
đều gia tăng hơn nhiều so với lại cái nhóm mà sẽ sau đó không có sanh ra con to trên bát phương vị thứ 90. Vậy thì rõ ràng là điều này nó lý giải một cái câu chuyện, đó là nếu như thai nhận được quá nhiều dinh dưỡng thì nó sẽ có khuynh hướng là tích trữ vào trong gan, và chính điều đó nó làm cho cái việc là cái vòng bụng nó sẽ lớn hơn rất là nhiều, và nó sẽ tích trữ theo cái kiểu là một cái thai có thể hiện ra cho chúng ta một điều gì đó trên công thức Hanlock, bởi vì chúng ta đo vòng đầu, vòng bụng và cái chân. Nhưng đây là những thai phụ không có tiểu đường. Vậy thì rõ ràng bản thân khi làm lâm sàng chúng ta nhận ra được một cái việc, đó là những cái thai kỳ mà có liên quan đến tình trạng đường huyết mẹ không được kiểm soát tốt thì đứa trẻ có khuynh hướng mập một cách tương đối gọi là hơi kỳ dị, tức là nó lớn rất nhiều ở phần trên của cơ thể, phần vai, phần phía trên của vòng bụng. Và chính vì vậy nên cái việc mà chúng ta nếu chỉ quan sát cái vòng bụng, vòng đầu và chiều dài xương đùi để từ đó ra một cái ước lượng cân nặng, thì điều này dễ hiểu là lý do vì sao chúng ta dùng công thức Hanlock hay dùng chính cái việc gọi là ước lượng cân nặng đó có thể sẽ không giúp cho chúng ta tiên lượng được tốt và hiệu quả cái tình trạng là kẹt vai đối với những thai kỳ con to do có yếu tố mẹ tiểu đường. Vậy thì chính vì những cái nhận định như thế này thì người ta mới làm một cái việc, đó là xem thử coi còn những cái kích cỡ nào có thể tiên lượng được tốt hơn. Thì đây là một nghiên cứu cho thấy rằng đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên để đưa ra một cái cách thức đo đạc khác, đó là đo đạc cái chỉ số USEF, tức là đo đường kính ngang của lồng ngực tại cái mặt cắt 4 buồng tim. Và ngay tại đó, nếu như chúng ta quan sát cánh tay nằm ngay đó, thì cũng trên mặt phẳng đó chúng ta sẽ đo cái phần là đường kính của cánh tay ngay chỗ đó. Và chúng ta sẽ nhân 2 lần lên, tại vì có 2 cánh tay, và chúng ta sẽ suy ra được cái gọi là đường kính ngang mõm vai, ngang vai của cái thai. Và từ đó chúng ta hình dung ra được một cái câu chuyện là nếu như chúng ta lỡ sót cái việc gọi là không phát hiện được một cái thai quá to với một cái vai quá sumo, quá bự, quá rộng, thì chúng ta có thể bỏ sót những cái biến cố kẹt vai. Thì đây là một cái công thức mà người ta hy vọng rằng là có thể cải thiện. Tuy nhiên về mặt thực tế áp dụng thì thực ra cho đến giờ rất ít những cái công trình nghiên cứu áp dụng những cái công thức như thế này và gọi là validate, có nghĩa là chuẩn hóa, và cho chúng ta thấy được rằng là đối với việc áp dụng như thế đối với dân số của chúng tôi tại địa điểm của chúng tôi, với cách thức đo đạc và máy móc của chúng tôi, thói quen đo đạc của chúng tôi, thì nó có đạt hiệu quả hay không. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại ngay cả trong phần kết quả của tác giả này thì thấy rằng là cuối cùng thì có vẻ như là việc chúng ta nhận định có một cái vòng bụng lớn hơn 355mm tại thời điểm đo ở 37, 42 tuần là cái thời điểm làm cái nghiên cứu này trên nhóm dân số thai này, thì một cái chỉ số là lớn hơn 355mm là một cái chỉ số mà chúng ta phải cảnh giác, và nó cũng không có thua gì cái chuyện gọi là cái giá trị chẩn đoán, giá trị tiên lượng của các cái của cái chỉ số USEF được sáng tạo này ra. Vậy thì hơn nữa đó là thực ra cái outcome của nghiên cứu này thì lại dựa trên việc là xác định một cái cân nặng trên 4,5 kg. Thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng một cái cutoff là 355, tức là thấp một chút xíu, để tiên lượng cho một cái outcome rất rất xấu là 4,5 kg sau đó, thì đương nhiên cái việc mà tìm độ nhạy cao tới 96% thì chuyện này là chuyện dễ hiểu. Do đó còn rất nhiều những bàn cãi về việc ứng dụng hay không cái việc đo đạc phức tạp như thế này. Vậy thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều những cái khó khăn về thực tế trong việc quản lý để làm sao có một cái thai kỳ phát triển một cách sinh lý và không bị quá to. Ngay từ những năm 2011 thì Tổ chức Y học Bào Thai tại Anh
đã bắt đầu đưa ra những mô hình dự đoán để mong rằng có thể kết hợp ngay tại thời điểm mà chúng ta thường làm tất cả những cái sàng lọc nguy cơ của đầu thai kỳ, đó là thời điểm từ 11 đến 13 tuần. Và chúng ta vẫn có thể sử dụng tất cả những cái công cụ tiên lượng này ngay trên cái đường link mà tôi đã để trên slide này, trên trang web chính thức của Fetal Medicine Foundation. Tuy nhiên các bạn thấy rằng là chính cái tiên lượng tại thời điểm 11, 13 tuần này có một cái độ nhạy cực kỳ kém. Và nếu phân tích kỹ ra thì độ nhạy đó nó nếu là 34% mà cộng thêm PAP A có được đó, thì nó không có khác biệt bao nhiêu so với lại tất cả những cái yếu tố về mẹ mà khởi phát, những yếu tố về mẹ có sẵn. Vậy thì có nghĩa là đây là một cái mô hình dự đoán để dựa trên dự đoán thai to và dựa trên những cái yếu tố có sẵn của người mẹ khi bước vào đầu thai kỳ, và có thể việc dùng các cái chỉ báo của đặc hiệu của bánh nhau là PAP A có thể giúp cải thiện hơn một chút xíu. Nhưng rõ ràng là việc phát hiện ở đầu thai kỳ này nó chỉ tập trung vào cái nhóm mà có sẵn những yếu tố về mặt di truyền thể tạng của người mẹ sẵn sẽ chuẩn bị sanh ra một đứa con càng ngày càng lớn hơn. Những bất thường thay đổi của toàn bộ quá trình còn lại của chuyển dạ của thai kỳ có vẻ không được tính đến và không thể phát hiện được. Đó là lý do vì sao mà sau gần 10 năm thì người ta cũng trên dữ kiện rất là lớn của FMF tại King's College thì người ta sử dụng các cái dữ kiện này và cho thấy rằng là có vẻ như việc áp dụng một cái chiến thuật mới, đó là đo lường tại thời điểm 36 tuần, chính xác hơn là từ 35 tuần cho đến 36 tuần 6 ngày, thì cái khoảng thời gian này cũng giống như những cái nhận định về thai chậm tăng trưởng, thai nhỏ so với tuổi thai. Thời điểm 36 tuần có vẻ sẽ bộc lộ thể hiện hết tất cả những cái câu chuyện của một cái rối loạn tăng trưởng quá nhỏ hoặc là quá to, và nó dự đoán cho một cái câu chuyện là thai sanh ra ở hai cái đầu múc quá nhỏ quá to đó, nó chính xác hơn rất là nhiều. Chúng ta xem thử là cái kết luận là nếu như đo một lần duy nhất ở 36 tuần, chúng ta có thể tiên lượng, chúng ta có thể tìm ra được 84% những cái thai, những cái trẻ sơ sinh có cân nặng sau sinh trên bát công việc thứ 97 với một cái khoảng thời gian mà ngắn hơn từ cái lúc đo đó cho đến cái lúc mà sanh ra là dưới 7 ngày. Vậy thì thực ra cái chuyện này là chuyện rất là rõ ràng, nhưng nó có thay đổi được gì hay không? Đó mới là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nói. Chúng ta không thể thay đổi được thêm chuyện gì hết. Và ngay cả nhóm tác giả cũng nhận định là việc mà chúng ta đo hàng loạt từ 32 tuần cho đến 36 tuần đó, nó không cải thiện thêm gì cả về cái chuyện là tiên đoán. Vậy thì khi chúng ta và kể cả một cái nhóm tác giả khác của Tây Âu là Gratakos và Figuras cũng nhận định thấy rằng là việc sàng lọc thai to bằng chuyện là so sánh vòng bụng từ 22 tuần cho đến 32 tuần cũng không làm thay đổi, gia tăng thêm được cái khả năng tiên lượng thai to. Chúng ta thấy rằng cái đường diện tích dưới đường cong rốt này nó gần như là chỉ có 0.6, 0.5, hoàn toàn không phải là một cái test sàng lọc có ý nghĩa trong trường hợp này. Vậy thì đó là lý do vì sao mà đến đầu năm 2020 thì chính cái sự ra đời của cái bản cập nhật của cái bản tin ACOG này cho thấy rằng là cuối cùng thì Mỹ và Tây Âu cũng đồng thuận với nhau một câu chuyện, đó là thực ra siêu âm không thể là một mình câu chuyện quyết định cho việc là thai có to hay không, mà nó cần có một cái sự đánh giá rất là kỹ lưỡng ở trên lâm sàng. Thậm chí rằng chúng ta sẽ cần phải có những cái nhận định về chuyện bước vào thai kỳ cần phải được tư vấn kỹ lưỡng cho những người mẹ mà có những yếu tố nguy cơ rõ ràng, ví dụ như quá to, quá béo. Và chuyện đó thì rất rõ ràng là nó có liên quan đến việc là làm sao chúng ta quản lý được cái việc gia tăng đường huyết ở trong thai kỳ. Vậy thì cái việc mà Tây Âu và châu Mỹ đồng thuận với nhau ở một cái chỗ nữa, đó là nếu như chúng ta có dự đoán cho thật là tốt thì cái việc mà
có được một cái chiến lược là sẽ làm gì để cải thiện cái biến chứng của thai kỳ, đó là có khởi phát chuyển dạ hay không thì chúng ta lại không có bằng chứng. Do đó thực ra chúng ta lại quay trở lại tất cả những cái mô hình mà FMF đã gợi ý, thì chúng ta lại thấy rằng là dù cái mô hình tiên lượng ở 11, 13 tuần nó có vẻ như nó không tạo ra được một cái giá trị về mặt lâm sàng dài hơi, nhưng nó lại xác định ra được những cái nhóm nguy cơ có thể xuất hiện ra bất thường, ví dụ như liên quan đến tiểu đường. Và những cái mô hình tiên lượng theo kiểu sớm từ 11, 13 tuần như vậy mới chính là một mô hình có thể sẽ giúp cho chúng ta có một cái cơ hội để điều trị dự phòng trước 24 tuần, trước khi những rối loạn gia tăng đường huyết của người mẹ có thể xảy ra. Và một trong những cái hướng nghiên cứu về các cái biện pháp dự phòng đó là myo-inositol cũng như là metformin. Tuy nhiên nó không nằm trong khuôn khổ của bài nói chuyện ngày hôm nay. Và nếu như chúng ta sử dụng cái mô hình tiên lượng của FMF mà theo hai bước là ở 36 tuần thì chúng ta có thể ứng dụng theo kiểu như thế nào? Các tác giả đề nghị rằng là ở 36 tuần chúng ta sử dụng một cái ngưỡng cutoff thấp hơn một chút xíu, đó là có một cái ước lượng cân thai trên bát phân hủy thứ 70, thì chúng ta sẽ có được một cái nhóm tạm gọi là nguy cơ cao, có khoảng chừng 30% thai kỳ. Tại vì chúng ta dùng cái ngưỡng cutoff là bát phân hủy thứ 70 thì chúng ta có khoảng chừng 30% thai kỳ bị gọi là nhóm nguy cơ cao. Và những người này trong đó đã tìm ra được 91% những cái trẻ mà sẽ có cân nặng trên bát phân hủy thứ 97. Tuy nhiên cái ngưỡng này thì có một cái mức độ phát hiện rất là lớn, nhưng PPV, tức là cái giá trị tiên lượng nói thật dương tính đó, thì nó chỉ là 7%. Vậy thì ở 36 tuần chúng ta có một cái sàng lọc đầu tiên theo như vậy, và những cái nhóm đó sẽ được tiếp tục đánh giá lại ở 38 tuần nhằm làm một cái việc, đó là nếu từ 38 tuần và trong vòng 7 cho đến 10 ngày vẫn có một cái ước lượng cân nặng trên bát phân hủy thứ 90 như ở trên, thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị mà tìm ra được của những cái thai kỳ mà thực sự có đẻ ra một trẻ sơ sinh có ước lượng cân nặng trên 4kg hoặc là trên bát phân hủy thứ 97 của biểu đồ cân nặng trẻ sơ sinh là rất lớn. Vấn đề nằm ở chỗ đó là nếu chúng ta tìm được thì liệu có gia tăng tỷ lệ mổ lấy thai hay là khởi phát chuyển dạ một cách không an toàn hay không? Đây là một câu hỏi mở mà vẫn chưa ai có thể trả lời được. Và cuối cùng, để dành phần cuối cho cái bài nói chuyện về tăng trưởng quá mức, chúng ta sẽ nói về những cái tăng trưởng thai. Chúng ta nói về những cái tăng trưởng thai mà có liên quan đến bất thường về di truyền. Thực ra thì khi chúng ta nhìn một cái thai lớn thì chúng ta luôn có cái khuynh hướng là đổ cho tất cả mọi chuyện do mẹ, do di truyền, do có thể là tiểu đường. Nhưng nếu như đó là một cái thai kỳ lớn một cách bất thường và nhìn lại cha mẹ thì không hề lớn, thì chúng ta cần phải xem lại có đi kèm theo những bất thường hình thái học kèm theo hay không. Cái nhóm bất thường nhiễm sắc thể thì thông thường đó là liên quan đến những cấu trúc nhiễm sắc thể nhỏ, và cũng may mắn ở chỗ đó là những cái nhóm bất thường theo kiểu là thai quá mức bình thường và có bất thường cấu trúc thì chúng ta thấy rất là rõ ràng những bất thường cấu trúc nghiêm trọng mà chúng ta đề việc mà mở rộng phân tích nước ối trên cái kỹ thuật là microarray giúp cho chúng ta loại trừ những cái bất thường vi thể của nhiễm sắc thể và không bỏ sót. Tuy nhiên những cái hội chứng di truyền mà liên quan đến gen mới là cái mà có thể chúng ta sẽ bỏ sót. Ví dụ như chúng ta nói đến một trong những hội chứng thường gặp nhiều nhất trong nhóm thai phát triển quá mức overgrowth mà có liên quan đến bất thường về di truyền và thượng di truyền, đó là hội chứng Dedrick-Whitman. Đây là một cái hội chứng không nhiều, nhưng người ta có thể cho rằng việc nó không xuất hiện nhiều đó là bởi vì chúng ta không nhận diện ra nó. Thể hiện kiểu hình ở thai có thể kín đáo và không đầy đủ như là một trẻ hay là một người trưởng thành có mang hội chứng này. Ví dụ như người ta có thể không gặp cái trường hợp gọi là thai có to bất đối xứng ở trên cơ thể, một cái biểu hiện mà rất là điển hình của người mang hội chứng này khi mà đã ra đời.
Vậy thì cái gì ở trên cái hội chứng này có thể gợi ý chúng ta xem thử một cái trường hợp lâm sàng được chia sẻ bởi một trung tâm chẩn đoán trước sinh bên Pháp. Chúng ta thấy rằng đây là một trường hợp thai 33 tuần vào dọa sanh non và người ta ghi nhận là có đa ối, và trong quá trình làm siêu âm kiểm tra lại thì người ta thấy rằng là có một cái biểu hiện hơi kỳ ở trên cái mặt cắt profile gương mặt. Đây là một trẻ rất là bụ bẫm, nhưng nhìn kỹ ra cái phần profile thì thấy rằng lưỡi luôn luôn nằm ở ngay cái chỗ khớp cắn của chỗ tiếp giáp giữa cái hàm trên và hàm dưới, và không bao giờ nằm trọn ở trong khoang miệng. Mặc dù nó không thể hiện ra một trường hợp lưỡi to thè hẳn ra ngoài khoang miệng như những mô tả rất là điển hình của trẻ sơ sinh hoặc là trẻ nhỏ mang hội chứng Bechdel-Wittmann, nhưng điều này đã phải gợi ý nên liệu có hay không hội chứng này. Và rõ ràng là khi nhìn kỹ lại ở thận thì người ta thấy rằng đây là một cái thận rất là to với một cái khối bất thường ở trên phần thượng thận. Và rõ ràng là trẻ này sanh ra đã được chẩn đoán là hội chứng Bechdel-Wittmann. Những cái biểu hiện kín đáo như thế này ở trên siêu âm, ví dụ như kể cả biểu hiện mà có một cái vành tai hình cái quai của cái tách trà như thế này, thì đó là những cái chuyện mà rõ ràng là chỉ những chuyên gia hàng đầu của tiền sản thì người ta mới có một cái độ nhạy bén để có thể nhìn nhận được. Và rõ ràng là như vậy, chúng ta phải thấy rằng là khi đã loại trừ một cái thai to đa ối với một cái không có liên quan đến tiểu đường thì chúng ta phải nghĩ đến việc hội chẩn với các cái chuyên gia tiền sản để loại trừ những hội chứng liên quan đến di truyền và thượng di truyền. Tất nhiên đây là một hội chứng không liên quan đến phát triển tâm vận. Tuy nhiên nếu như chúng ta biết trước rằng đây là hội chứng Bechdel-Wittmann thì chúng ta có thể kiểm soát được cái nguy cơ hạ đường huyết kháng trị ở trẻ sơ sinh, và chính cái nguy cơ hạ đường huyết kéo dài và không được điều trị, không được nhận định sớm này mới là cái lý do liên ảnh hưởng đến cái phát triển tâm thần vận động của em bé nếu như nó bị tụt đường huyết quá lâu. Vậy thì có những cái hội chứng khác có thể liên quan đến cái việc mà thai quá to, ví dụ như hội chứng Simpson-Golabi, nhưng rất may mắn là nó có thể có những cái thể hiện rõ ràng hơn hội chứng Bechdel-Wittmann với thoát vị hoành, thoát vị rốn hay là những cái bất thường dư ngón. Và do đó là giáo sư Yankee đã đưa ra một cái phác đồ đề nghị chúng ta nhắc nhở lại chúng ta trong cái tiếp cận thai lớn. Tất nhiên cũng giống như đối với thai nhỏ, chúng ta cần phải kiểm tra lại ngày dự sinh. Nếu như đối với thai nhỏ chúng ta còn có một cái mốc đó là đường kính ngang của tiểu não để xác định lại cái ngày dự sinh nếu như chúng ta bị mất đi một số các cái yếu tố ở đầu thai kỳ, bởi vì một cái thai nhỏ chậm tăng trưởng, nó nhỏ nhưng nó vẫn cố gắng bảo toàn được cái vòng đầu, và cái đường kính ngang tiểu não là một trong những cái chỉ số để chúng ta kiểm chứng lại về tuổi thai. Thì lưu ý rằng là đối với thai to chúng ta không có cái yếu tố này để kiểm chứng. Do đó chúng ta phải kiểm tra rất kỹ về tuổi thai từ những cái siêu âm ban đầu dưới 12 tuần. Và nếu như chúng ta đã loại trừ những bất thường liên quan đến gia tăng đường huyết của người mẹ thì chúng ta phải cẩn trọng những cái yếu tố về di truyền có thể còn tiềm ẩn. Cuối cùng để kết thúc thì đây là một cái lưu ý xuất hiện lên dạo gần đây. Nếu như chúng ta có những cái rối loạn mà vừa mới nói đến trong hội chứng Bechdel-Wittmann, tức là liên quan đến những cái rối loạn về về đóng dấu di truyền imprinting trong hệ gen, nó là một cái phạm trù về thượng di truyền, và những cái rối loạn này gây nên hội chứng Bechdel-Wittmann thì có vẻ như người ta đang có một số các cái nghi ngại rằng những cái thai kỳ liên quan đến chuyển phôi trữ có thể làm có liên quan đến nguy cơ rối loạn imprinting của phôi, và nó có thể giải thích lý do vì sao mà có vẻ như xuất hiện hội chứng Bechdel-Wittmann với một cái nguy cơ nhiều hơn. Tuy nhiên đây là những cái giả thuyết đang được đặt ra và cần phải được kiểm chứng trong tương lai. Và tất nhiên đối với thai kỳ thụ tinh ống nghiệm thì còn những cái yếu tố gây nhiễu khác về mặt lâm sàng, ví dụ đây là một cái thai kỳ quý và người ta có khuynh hướng là người ta ăn quá nhiều, tăng cân quá nhiều, người ta không được tư vấn kỹ lưỡng. Tuy nhiên đây là một cái thận trọng cần thiết phải có. Vậy thì để kết luận, rõ ràng là trong cái lĩnh vực mà thai phát triển quá mức thì cái việc mà kết hợp lâm sàng và siêu âm để đánh giá cái nguy cơ xuất hiện
là một chuyện quan trọng. Và còn rất nhiều những cái chỗ còn hở, còn rất nhiều những cái tranh luận về việc là chúng ta phải làm gì để phát hiện ra hữu hiệu một cái thai to. Phát hiện hữu hiệu thai to rồi thì chúng ta có biện pháp nào để giải quyết cái chuyện là đề phòng kẹt va hay không? Hay là chúng ta chỉ làm quá lên vấn đề và chúng sẽ làm gia tăng cái việc gọi là mổ lấy thai không cần thiết. Vậy thì có vẻ như trong tương lai đó là vai trò của mô hình phát hiện sớm ở 11, 13 tuần và cải thiện tất cả những cái thói quen, những cái việc tăng cân, những việc dự phòng xuất hiện tăng đường huyết trong thai kỳ để giảm đi cái biến chứng của việc thai to quá mức. Và cuối cùng, thai to quá mức vẫn cần phải được hội chẩn di truyền bởi vì nó có thể có liên quan đến những bất thường tiềm ẩn dù xuất hiện với một cái tần suất rất là thấp. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp và chúng tôi xin mời quý vị đặt câu hỏi.